Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 4 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đến sáng ngày hôm nay, không khí lạnh yếu tràn về từ phương Bắc đã gây ra mưa rào và dông rải rác tại Bắc Bộ, tập trung chủ yếu xảy ra tại vùng núi phía Bắc, bao gồm các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Tuy nhiên, với lượng không lớn, chỉ dao động từ 5 cho tới 15mm và thời gian không kéo dài. Các tỉnh còn lại ở Bắc Bộ thì trời khô ráo. Đến trưa chiều nay, toàn miền có nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho tới 33 độ. Với khu vực Tây Bắc thì có nơi sẽ đạt trên 34 độ, nhưng nhìn chung thì vẫn khá mát mẻ so với những ngày đầu tháng 5 vừa qua. Dự báo trong 3 ngày tới thì vùng áp thấp nóng có điều kiện phát triển và mở rộng, xu hướng tăng nhiệt sẽ tiếp tục xảy ra trên toàn miền. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho tới 35 độ ở phía Đông Bắc Bộ và 33 đến 36 độ cho các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ. Riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc như Mường Tè, Mường Lay, Mường La, Sông Mã, Yên Châu và cả Phú Yên thì trong những ngày tới sẽ có nắng nóng với nhiệt độ tăng cao, đạt mức từ 36 đến 38 độ. Xuống đến miền Trung trong 3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phát triển trở lại sẽ gây nắng nhiều và nhiệt cao cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng nhanh lên khoảng 33 cho tới 35 độ. Nắng nóng xuất hiện tại vùng núi và Trung Du trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7. Còn khu vực từ Quảng Bình cho tới Phú Yên thì xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 35 cho tới 37 độ. Một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây thì sẽ còn có nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ có thể đạt mức 38 độ. Với khu vực còn lại từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận thì thời tiết tiếp tục ít biến đổi, cùng nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 33 cho tới 34 độ. Thời tiết thuận lợi trong hoạt động du lịch biển tại giải đất ven biển này. Với các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày qua mưa ít cùng nền nhiệt độ cao cũng đã gây nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên thì trong 3 ngày tới, nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhẹ, phổ biến từ 32 đến 35 độ tại Tây Nguyên. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ sẽ là 33 đến 36 độ. Số điểm có nhiệt độ lên cao 37 độ như những ngày vừa qua, xu hướng sẽ giảm dần. Cùng với đó thì những cơn mưa chuyển mùa bắt đầu xảy ra nhiều hơn trên khu vực, không chỉ có ở vùng cao nguyên mà các tỉnh ven biển của khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ được đón nhận những cơn mưa rào vào lúc chiều tối, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn khi đêm về. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32 cho tới 36 độ. Khu vực Tây Bắc thì có nắng nóng với nhiều điểm đạt mức 36 đến 38 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt sẽ tăng dần mỗi ngày và cao nhất trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7, đạt mức 32 đến 35 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 33 đến 36 độ, vùng núi thì sẽ đạt 37 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho tới 36 độ, riêng vùng núi các tỉnh phía Bắc thì sẽ có nơi đạt 37 đến 38 độ. Trở vào với các tỉnh Tây Nguyên, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7, tại đây mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều sẽ dao động trong khoảng 32 cho tới 35 độ. Với khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày và cao nhất trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7, với nhiệt độ đạt mức 32 đến 35 độ. Trên biển trong những ngày sắp tới, thời tiết tốt duy trì trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, trời không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn phần phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thì thời tiết tốt, gió hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, bà con có thể yên tâm ra khơi. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.